rất quyết liệt. Tấn công rồi và cản phá tốt của thủ môn Nguyên Đạt. Đã rất nhanh, chúng ta cùng xem lại tình huống này. Anh đã làm rất nguy hiểm. Thêm một tình huống mà thủ môn Bùi Thông Nguyên Đạt đã vất vả phải cản phá. Vẫn còn chơi vào, đó là cú đá thẳng. Thêm một đúng dứt điểm nữa của các cầu thủ áo xanh. Dứt điểm rất nguy hiểm, bóng đã dội sang hàng. Đó là cú đá của Quang Nhật. Và chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Quất vô lê trên trái rất hay, nhưng may mắn đã không đứng về phía Quang Nhật và cầu thủ Cao Bằng. Trần Tấn Đông khá nguy hiểm. Đó là pha thi đấu của Công Hà. Thành Phát đã không thể qua người Vĩnh Quang. Rất trống trải rồi, không vào. Vẫn còn một cầu thủ áo vàng kịp thời bọc lót cho đồng đội. Và bây giờ là cơ hội phản công cho cầu thủ Cao Bằng. Hay và xử lý của Gia Huy. Cú thứ hai của lượt về thì chắc chắn các đội bóng đã bắt nhịp được với tốc độ và thời gian thi đấu. Rất bất ngờ và tỷ số được mở cho các thủ công sau cú đá từ xa của đội trưởng Anh Vũ. Trong một pha bóng tưởng chừng như không có gì là nguy hiểm thì anh Vũ tung ra một cú đá. Cùng xem lại pha bóng này. Ngay sau đó thì đã có bàn thắng thứ hai cho các thủ Cao Bằng. Tỷ số là, chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Cú đá rất tốt của Gia Thọ khi mà chúng tôi đang làm chậm lại bàn thắng đầu tiên. Thì bàn thắng thứ hai đã đến. Anh Vũ rất nguy hiểm và tỷ số là 3-0. Một pha phối hợp tuyệt vời của các cầu thủ Cao Bằng và dứt điểm cận thành rất hay của Hữu Thuận. Một pha phối hợp rất tuyệt vời của các cầu thủ Cao Bằng. Một lần nữa chúng ta cùng xem lại bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Không đạt, vẫn còn chơi vào. Một phản công chớp nhoáng của cầu thủ Cao Bằng. Hiếu Hòa Đà Nẵng ở vòng đấu vừa qua. Bóng vẫn trong sân. Danh Phát rồi, đã không thể có bàn thắng thứ tư cho các cầu thủ Cao Bằng. Sau Cao Bằng, đó là tình huống phạm lỗi của Phát Cồn. Danh Phát, Quang Vinh vẫn đang là chiếc Quang Vinh rất nguy hiểm và tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Người vừa ghi bàn là Đặng Thiện. Quang Vinh đã có một đường truyền rất tốt và Đặng Thiện đã đỡ bóng thành công. Chúng ta cùng xem lại pha bóng này. Đặng Thiện ở một vị trí rất trống trải. Anh không gặp bất kỳ một khó khăn nào để chọc thủ lưới thủ môn Bùi Cao Nguyên Đạt. Bàn thắng sẽ đến rất đúng lúc với các cầu thủ Tân Hiệp Hưng. Gia Huy pha cản phá rất tốt của thủ môn Nguyên Đạt. Gia Huy đã tung ra cú sút sệt đầy hiểm hóc nhưng anh đã không thể thắng được thủ môn của đối phương. Ngọc Lân, thêm một tình huống mà thủ môn số 23 của Cao Bằng đã chơi rất tốt. 2-1, dứt điểm, không vào. Rất đáng tiếc, cú đá của Hữu Thuận. Bóng trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng với Gia Huy. Đây là lần thứ hai các cú đá của
Cao Bằng đưa bóng tìm đến trúng sang ngang cầu môn của Tân Hiệp Hưng. Trong hiệp 1 họ cũng có một tình huống dứt điểm bóng trúng sang ngang. Và vừa rồi là cú đá đầy kỹ thuật của rất trống trải. Rồi. Đó là và kết thúc của phát cột. Cú đá rất căng của Trạch Phát. Và thủ môn Lê Hậu cũng đã ôm. Đây mới là Văn Trường.